thiệt. Lúa kiểu này mà nó không ra nó coi thì thiệt. Rơm còn không có cho bò ăn nữa. À, con chào chú Sáu. Ờ. Chú Sáu gọi điện thoại cho ai vậy? Gọi cho thằng két. Không gọi được đúng không chú? Ừ. Bây giờ chú định đi đâu á? Tao đi qua nhà nó. Thôi chú đừng có đi. Con mới gì đi ngang nhà chú két á, mà chú két đóng cửa không có nhà. Chắc kiếm nó không ra, giờ tao nhờ mày được không mày khờ? Dạ được. Nói ngắn gọn thôi nha không? Dạ. Thằng két hoặc gặp con vợ nó, nói là lúa bị hư, ha, lúa bị thúi. Bị thúi thân là ngưng bón đạm, bón vôi 20 kg vôi cho tới 30 kg một công, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Con chuyển lời giùm nha không? Dạ. Chứ vậy là thua rồi. Con chào chú Sáu. Chú Sáu mới nói gì ta? Lúa chú két bị bệnh thúi thân, phải bón thật nhiều đạm. À đúng rồi, mình đi báo cho chú két thôi. Anh Sáu đâu rồi? Trời ơi, tụi bé lo rồi sao? Anh Sáu đâu rồi? Anh hại lúa cho tôi là sao rồi? Anh hại lúa cho tôi đây. Đền cái gì? Anh hại lúa tôi chết thì anh phải đền lúa cho tôi. Tôi không có đụng tới cái vụ cái đám ruộng của ông mà ông nói tôi hại lúa ông chết là sao? Anh có kêu thằng khờ qua bên tôi nói cho tôi biết rằng cái lúa tôi bị thua thân không? Có không? Có. Có. Nó qua nó nói là anh Sáu, anh nói là lúa của tôi bị thúi thân, phải đẩy phân đạm cho nhiều. Tôi đẩy phân đạm cho nhiều rồi nó chết hết à. Trời đất quỷ thần ơi. Ngưng bón đạm. Bón đạm. Bón vôi. Tôi kêu ông bón đạm màu nào mà giờ hôm qua ông làm giặt với tôi. Trời ơi, nói là ông biểu tôi bón đạm. Thôi đất ơi. Nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá. Nó lết thân qua đây rồi nè. Dạ. Con chào chú Sáu. Con chào chú Két. Mới là kia mà qua nhà ông Két là chỉ là bón vôi hay là bón đạm. Lúa chú Két bị thúi thân thì phải bón thật là nhiều đạm vô. Đó. Hết chuyện anh không nhờ ai. Anh nhờ cái thằng khờ bà Cà Lâm nữa. Tôi bán nhà tôi đi ở quầy rượu luôn hay sao cho anh vừa lòng. Nếu chú mày bữa đó mà chú mày nghe điện thoại thì chú mày nghe rõ ràng tao nói cái gì thì chú mày về làm y vậy. Thì bây giờ em mắc nhậu rồi, lỗi tại em. Nhưng mà bây giờ cái lúa em quan trọng, bây giờ phải làm sao nè? Cái lúa mà nó bị thúi thân nó nằm ở cái giai đoạn lúa phát triển mạnh nhất. Đúng rồi. Đẻ nhánh ha, xin trời. Mà mình đi dòm thấy cái bụi lúa mình nó kém, cái thân nó héo nhưng mà cái lá nó vẫn còn xanh ha. Nhẹ thì là nó thúi nhánh thúi trời, còn nặng là nó thúi cả một cái lùm. Nhổ lên cái rễ nó mình dòm thấy nó đứt đoạn, đưa lên ngửi là nghe thúi liền, thúi quắc luôn, ưng đạm hẳn luôn, ngưng luôn à. Giải vôi một công từ 20 tới 30 kg, mình giải một thời gian mình ra mình nhổ bụi lúa lên mình thấy cái rễ non bắt đầu nó lú ra là coi như nó phục hồi lại được rồi. À, giờ em về em rải vôi để coi như cái em cứu lúa, em cứu được cái nào em cứu cái đó. Chú két bị gì mà đi cấp cứu vậy? Tao cứu vô con mắt mẹ chứ cứu cấp cứu vậy, tao về cứu lúa tao. Mày dạy không tao cứu. Chú két. Bà con ơi, bệnh thối thân do vi khuẩn á thường xảy ra vào vụ hè thu hơn là vụ đông xuân nhé. Bởi vì lúc này á là thời tiết ẩm ướt, rồi sương mù nhiều, ẩm độ cao nè, bệnh này lây lan rất nhanh. Nếu bị nhẹ đó thì cây lúa sẽ chết từng chòm, còn nếu bị nặng á là cả ruộng lúa đều chết rụi hết. Do đó khi thấy cây lúa vừa bị bệnh này á thì chúng ta cần phải tiến hành tháo nước trong ruộng ra càng sớm càng tốt, sau đó rải vôi từ 20 đến 30 kg trên một công. Sau khi rải vôi được khoảng 3 ngày á thì chúng ta tiến hành kiểm tra, nếu thấy rễ lúa ra màu trắng và cây lúa phát triển lại á thì chúng ta mới bón phân và chăm sóc cây lúa như bình thường, bà con nhớ nghe. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Một chương trình khuyến mãi kinh khủng chưa từng có từ trước đến nay. Tương bừng khuyến mãi thoải mái đếm tiền khi bà con nông dân mua một trong ba sản phẩm thép 400SC, bung 650WB, Atomic 108SL sẽ có cơ hội trúng 6 giải nhất, mỗi giải trị giá 200 triệu tiền mặt, 39 giải nhì, mỗi giải một xe Honda E-Blade và hàng trăm ngàn gói bung. Bà con lưu ý thẻ cào dán bên ngoài sản phẩm. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2019. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Xin chúc mừng, anh là Âu Văn Đẹp ở xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã may mắn trúng một xe Honda E-Black trong chương trình ADC 20 năm mang đến sự tốt lành.
Cảm ơn Bưng Hép, cảm ơn ADC. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên những bờ.